Ngân hàng Nhà nước sẽ xác minh tài sản thu nhập của 58 cán bộ tại 21 đơn vị trong năm nay. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong số 58 cán bộ được xác minh tài sản thu nhập có 6 người thuộc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước Trung ương, 34 người ở chi nhánh cơ quan này tại địa phương, 18 người thuộc các ngân hàng thương mại. Việc xác định 58 cán bộ tại các đơn vị để xác minh tài sản thu nhập được nhà chức trách thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên. Việc này nhằm đánh giá và ngăn ngừa xử lý việc kê khai giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực của cán bộ trong diện xác minh lần này.